Lập gia đình và ra ở riêng năm 2013, vợ chồng chị Hồ Thị Đen, xóm Khe Song, thị trấn Krom Klang, dựng tạm các nhà bằng gỗ tràm và thương tre bằng chanh tre. Đất sản xuất ít, chồng chị Đen đi làm thuê, cuộc sống hết sức khó khăn. Vì vậy mà việc xây dựng nhà ở kiên cố là điều rất khó đối với gia đình. Năm 2022, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Đắk Rông đã kêu gọi hỗ trợ và giúp gia đình chị Đen xây được ngôi nhà kiên cố và có vốn để thực hiện mô hình nuôi dê trị giá 45 triệu đồng. Đến 2022 thì được Hội Chữ Thập Đỏ hỗ trợ 45 triệu. Thì cũng họ cho được cái nhà, bữa em cũng làm được cái nhà được chứ thì cũng ở được. Thấu hiểu được niềm mong ước của những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà cửa dột nát. Thời gian qua, một trong những hoạt động trọng tâm của Hội Chữ Thập Đỏ các cấp đó là tích cực kết nối, vận động để hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ năm 2017 đến nay, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Đắk Rông đã kêu gọi hỗ trợ để xây mới 50 nhà, sửa chữa 120 căn với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng. Qua khảo sát của hội thì hiện nay trên địa bàn cũng khá nhiều cái hộ gia đình nghèo và hộ gia đình nhà cũng không đảm bảo cho cái mùa trong vô mưa gió. Về sắp tới thì hội cũng có những kế hoạch vận động tuyên truyền các tổ chức cũng như các đoàn thể cùng với huyện nhà để góp phần xóa nhà tạm và xây dựng nhà mới cho đồng bào có cuộc sống ổn định hơn. Mỗi ngôi nhà, mỗi công trình mọc lên là niềm vui của những người làm công tác nhân đạo. Đó cũng là niềm động viên để cán bộ Hội Chữ Thập Đỏ Đắk Rông quyết tâm triển khai thật tốt mô hình việc xây dựng nhà chữ thập đỏ và đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động này.